Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng đàn ẩn ý chuyện Tiểu Tam. Mới đây, bà xã Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ đề cập đến vấn đề Tiểu Tam, khiến dân tình hoang mang. Theo đó, Khánh Vy bày tỏ sự bức xúc với những cô gái biết đối phương là người đã có gia đình nhưng vẫn bất chấp tấn công, muốn xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Dòng trạng thái này của Khánh Vy khiến netizen xôn xao bàn tán. Có phải cô xảy ra lục đục với ông xã hay chỉ đơn thuần là nói bâng quơ trên mạng xã hội? Thế nhưng nhiều fan cũng chỉ ra gần đây, Khánh Vy và ông xã Phan Mạnh Quỳnh còn tương tác rất bình thường nên việc mâu thuẫn là khó xảy ra. Hiện tại, Khánh Vy đang mang thai con đầu lòng, cũng được khen ngợi dù bụng bầu đã to vượt mặt nhưng vẫn giữ được sắc vóc rạng rỡ. Cả hai từng chia sẻ tên thân mật ở nhà của em bé là Ốc và bà xã Phan Mạnh Quỳnh dự sinh vào tháng 1 năm 2023 sắp tới. Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị.